Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Vào cuối năm 2016 vừa rồi thì Lenovo đã khiến những người yêu công nghệ phải ngạc nhiên với chiếc máy tính bảng Line Laptop Lenovo YogaBook với thiết kế xoay 360 độ cùng độ mỏng rất ấn tượng. Và cho đến hiện tại thì đây vẫn là một trong những chiếc tablet Line mỏng và nhẹ nhất trên thế giới. Hiện tại ở đây mình đang có trên tay phiên bản màu đỏ đô của chiếc YogaBook. Thì đây là cái phiên bản màu mà Lenovo họ sẽ giới thiệu để chào đón Giáng sinh sắp đến. Ngoài ra thì chúng ta còn có phiên bản màu trắng rất là sang trọng nữa. Và trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay chiếc Lenovo YogaBook phiên bản màu đỏ đô đặc biệt này nhé. YogaBook sở hữu một thiết kế độc đáo với hai phần. Phần màn hình cảm ứng thông thường và phần còn lại là một panel cảm ứng, vừa là một bàn phím, vừa là một bàn vẽ với bút stylus đi kèm. Độ mỏng chỉ là 9.6mm khi mà gặp lại và 4.05mm tại điểm mỏng nhất, cùng trọng lượng là 690g, nên hoàn toàn có thể phù hợp để các bạn có thể mang đi một cách rất gọn gàng. Một nửa của máy là màn hình cảm ứng với kích thước là 10.1 inch, độ phân giải là Full HD. Sử dụng tấm nền IPS LCD cho khả năng hiển thị màu sắc trung thực, chi tiết tốt và độ sáng cao. Điểm tạo nên sự khác biệt độc đáo chính là phần còn lại, kim bàn vẽ và bàn phím. Thì Lenovo đã dùng một panel cảm ứng cho phần này, sử dụng công nghệ của Wacom. Thì cả hai đều được gắn với nhau bằng bộ bản lề hết sức là lạ lùng nhưng rất tinh tế và độc đáo. Chính thiết kế này đã cho phép Lenovo YogaBook có thể tùy biến để trở thành một chiếc laptop hoặc là một chiếc máy tính bảng thật là nhanh chóng và tiện dụng. Thì khi mà các bạn mở máy lên sẽ cảm nhận ngay được sự khác biệt mà YogaBook mang lại. Bởi phần panel sẽ hiện nguyên hình là một bàn phím cảm ứng với đầy đủ các phím chức năng và có cả phần touchpad nữa. Bàn phím Halo này thì sử dụng công nghệ Haptic Feedback, nhận diện lực nhấn của ngón tay, rung phản hồi mỗi khi bạn ấn vào bàn phím. Thì mình đã dùng YogaBook được một khoảng thời gian đủ lâu và đánh giá của mình là bàn phím này hoàn toàn có thể gõ được một cách nhanh chóng với tốc độ phải nói là rất nhanh đấy. Thì nếu mà kiểu như là mình quen rồi nên là không xảy ra hiện tượng là bị sai khi mà gõ nữa. Vì thiết kế rất mỏng nên YogaBook hiển nhiên loại bỏ bớt các cổng kết nối, chỉ còn cổng micro USB có hỗ trợ OTG này, cổng HDMI, sắc cắm tai nghe 3.5 và bản mình đang cầm thì có hỗ trợ cả SIM và thẻ nhớ nữa. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ hai camera nằm ở trên cả phần màn hình và phần bàn phím Halo. Một tính năng rất hay của Lenovo YogaBook chính là việc chuyển đổi bàn phím Halo thành một bàn vẽ chỉ với một thao tác là ấn nút keyboard để chuyển đổi. Lúc này thì đèn bàn phím sẽ biến mất, để lại một tấm bảng đen hoàn toàn và bạn có thể dùng bút stylus để vẽ trực tiếp lên hoặc là bạn có thể đặt giấy lên rồi vẽ để có một cách cảm nhận tự tin cũng như là thực tế nhất. Và bàn vẽ thì có thể cảm nhận được 2048 mức độ lực của cây bút Real Pen để tạo ra các nét vẽ thanh mảnh khác nhau cho hiển thị chính xác từng chi tiết của người dùng. Và cây bút này thì hoàn toàn không sử dụng pin, các bạn có thể sử dụng là ngòi mực hoặc là ngòi bút cảm ứng đều được cả. Sở dĩ gọi nó là Real Pen thì bởi vì mình nghĩ là kích thước của nó bằng một cây viết thông thường, nên là khi mình cầm nó có cảm giác như là mình cầm một cây viết để viết chứ không phải là một cây bút cảm ứng. Và sự khác biệt này của Lenovo YogaBook đem lại nhiều tiện lợi hơn cho người dùng cũng như là một cách trải nghiệm khác. Thì với những bạn nào mà thích vẽ hoặc là bạn học ngành thiết kế thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất rất phù hợp với các bạn. Toàn bộ sức mạnh của YogaBook thì nằm ở bộ vi xử lý 4 nhân Intel Atom X5 Z8550 với xung nhịp là 2.4GHz, RAM là 4GB công nghệ DDR3, hỗ trợ bộ nhớ trong 64GB, cho phép mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ ngoài lên đến 128GB. Và cái phiên bản mình đang cầm ở đây thì nó sử dụng hệ điều hành Windows 10 quen thuộc và thân thiện với người dùng, có hỗ trợ cả Windows In nữa. Mặc dù sở hữu một thiết kế sexy và cực kỳ là mỏng manh, nhưng mà viên pin của Lenovo YogaBook nó có dung lượng phải nói là cực kỳ khủng, 8.500 mAh. Với dung lượng pin này thì theo điều kiện thử nghiệm của mình với những tác vụ như là lướt web này, xem phim, office với độ sáng là 50% cùng kết nối wifi luôn bật thì máy có thể sử dụng liên tục lên đến 5:30, sở hữu một thiết kế độc đáo, vừa là một chiếc laptop cho công việc, vừa là một thiết bị để giải trí khi mà gặp lại sẽ trở thành một chiếc tablet. Thì Lenovo YogaBook có thể dễ dàng được mang đi mọi lúc mọi nơi bất cứ đâu, phục vụ cho công việc hay là giải trí vui chơi của các bạn mà không chiếm quá nhiều diện tích trong ba lô hay là túi sách. Với mức giá bán ra là 12.990.000 đồng thì mình nghĩ đây là một cái thiết bị rất đáng để sở hữu nếu mà các bạn đang tìm một chiếc tablet Line để có thể phục vụ cho công việc và giải trí của mình. Còn các bạn cảm thấy cái phiên bản màu đỏ này như thế nào? Hay là chiếc Lenovo YogaBook mà các bạn cảm thấy nó tiện lợi hay không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.